đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây sẽ là vòng 3. Vòng 3 được mang tên trực giác. Vẫn như vậy, mời người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. Số 1. Bây giờ sẽ là thông tin của vòng 3. Nghệ sĩ siếc. Chúng ta còn số 2, số 3, số 4 và số 6. Mình còn quyền hỏi nhanh đáp nhanh và đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng. Số 6, ngay lúc đầu anh giới thiệu anh có thể điều khiển đồ này kia tất cả mọi thứ, nhưng mà anh nói là thú nhồi bông. Mà biết đâu cái đó là một cái gợi mở cho mình, anh là người siếc thú. Sao mày nghĩ là anh số 3? Anh số 3 kìa, mặc đồ rất là vui nhộn. Hoặc là gì số 4. Và Buka. Dạ. Trực giác của em mách bảo số. Em nghĩ là số 2 hoặc là số 6. Rồi, Hứa Minh Đạt, bạn sẽ lựa chọn số. Chị giúp hỏi đi. Hỏi anh số 3. Vậy là trợ giúp hỏi nhanh đáp nhanh 1 phút được sử dụng. Và người được hỏi sẽ là khách mời số 3. 1 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh. Chào anh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 45 tuổi. 45 tuổi hả? Anh có gia đình chưa? Có rồi. Bao nhiêu con rồi anh? 1 con. Trong gia đình anh là nguồn thu nhập chính hả? Đi làm đủ thứ hết thôi. Là anh nha, là bà xã anh. Anh. Con anh bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. Là năm nay nó học lớp mấy vậy anh? Học lớp 6. Lớp 6 hả? Con trai hả anh? Còn 10 giây. Anh Đạt giống như cần kêu hai ly cà phê vậy đó. Hỏi tâm sự chuyện gia đình. Đó là những câu hỏi thông minh đấy. Anh nhưng mà em chợt suy nghĩ vậy nè anh Đạt. Ví dụ như mà anh số 3 là một người nghệ sĩ biểu diễn xiếc đi, thì ít nhiều gì cũng sẽ giao lưu với rất nhiều khán giả. Thì em nghĩ là cái chuyện mà giao tiếp á sẽ phải lưu loát hơn, sẽ phải tự tin hơn. Và ánh mắt của anh sẽ có sự tự tin hơn. Dạ, tại vì anh là người hơn. Biểu diễn. Đúng rồi. Dù cho xiếc tung hứng, dù cho xiếc thú, dù cho xiếc bất cứ cái gì phải sử dụng thì mắt cũng, nhiều lắm. Đúng rồi, cũng phải bước ra sân khấu và ánh mắt nó phải tự tin hơn. Nhưng mà cái sự tự tin của anh số 3 thì em chưa thấy có nhiều bằng những anh chị còn lại đang đứng trên đó. Anh ấy không tự tin bởi vì anh ấy phải nói, mà nói thì không phải là sở trường của nghệ sĩ siếc. Anh che giấu lắm, anh đúng là người của chương trình mà. Số 3 đó anh nghĩ thiệt. Thì anh cứ chọn đi, tại vì anh chơi mà. Đúng rồi, tụi em ngồi đây phiền thôi chứ đâu có làm gì đâu. Nhiễu anh chút xíu thôi à. Chương trình cho bức bình phong che lại luôn tụi em. Số 3. Hãy bấm chuông. Số 3. Nhân đôi luôn. Nhân đôi. Vậy là hai trợ giúp được dùng ở vòng 3. Liệu có mang kết quả khả quan đến cho Hứa Minh Đạt hay không? Xin mời. Không chính xác. Số 4. Không ai nghĩ rằng nghệ sĩ siếc có thể là nữ. Chúng ta nhìn thấy Hứa Minh Đạt mặt rất buồn, nhưng đừng buồn. Chúng ta không biết số tiền là bao nhiêu đâu. Chẳng may chỗ kia là 1 triệu thì cũng là một cái may mắn. Nào, hãy cùng xem số tiền. May quá. Hên thiệt luôn á. Nào, đấy, thấy chưa? May chưa? Chúng ta sẽ cùng mời số 4 tiến lên phía trên. Em hãy giới thiệu về mình cũng như là bộ môn siếc mà em đang tập luyện và theo đuổi. Vâng ạ, em tên là Ngọc Ước. Hiện tại em đã đi diễn siếc Thăng Bằng được 6 năm. Và em thường biểu diễn các chương trình event. Em tập bao nhiêu lâu thì có thể biểu diễn được? Dạ, em tập trong vòng 3 tháng. 3 tháng đã biểu diễn được. Có nghĩa là em là người rất là có tố chất đấy. Bạn có thể biểu diễn ngay được không? Dạ được ạ. Nhưng mà chút xíu nữa xin phép cho em được mời anh Hứa Minh Đạt biểu diễn cùng em. Tại sao? Bạn hâm mộ anh ấy à? Dạ hâm mộ anh Đạt dữ lắm. Em rất là thích diễn, thích xem tấu hài. Và đặc biệt là của anh Hứa Minh Đạt diễn với chú Hoài Linh. Trời ơi. Sướng nhá. Anh chỉ diễn hề thôi, anh diễn siết không có được. Dạ cái này được anh. Chị ơi, chị đang diễn siết Thăng Bằng mà anh Đạt lên làm hề cái chị cười chị rung á. Thôi không được đâu, cho anh Đạt về nhà học 3 tháng đều quay lại đây diễn. Sướng nhá. Hôm nay Hứa Minh Đạt được gặp fan hâm mộ nhá, được phun lửa nhá. Thật là chỉ anh làm siết luôn đúng không? Dạ. Chơi luôn. Chúng ta chơi luôn. Mời anh chuẩn bị. Nếu quý vị muốn biết Hứa Minh Đạt làm diễn viên siếc như thế nào, đừng rời khỏi màn hình vì đây sẽ là tiết mục có Hứa Minh Đạt. Xin mời.
Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây sẽ là vòng 4 được mang tên lập luận. Chúng ta còn hai gói tiền thưởng số 2 và số 4. Minh Đạt sẽ lựa chọn gói nào? Số 4. Số 4. 10 triệu hoặc 25 triệu đều không phải là số tiền nhỏ. Vì thế tôi mong bạn sẽ may mắn ở vòng thi này. Bây giờ sẽ là thông tin. Thánh ăn. Trời đất ơi. Đây có thể là một khả năng, một thông tin. Có nghĩa là một người ăn rất nhiều. Ăn nhiều hơn so với những người bình thường, mà không phải là nhiều hơn bình thường mà rất rất nhiều, thì mới gọi là thánh ăn được. Ai sẽ phù hợp với thông tin này? Chúng ta còn số 2, số 3 và số 6. Không ai giống thánh ăn luôn hả? Không ai là mình có thể là nhìn vô mình thấy giống thánh ăn. Hay là ăn một cái khả năng ăn đó là điêu luyện á. Nếu mà ăn điêu luyện thì cũng phải nhìn cũng mất miếp xíu anh ha. Em nghĩ là em nghi ngờ là chú số 3 nhiều hơn là em hai cũng anh vậy. Kia. Chú số 3 đúng không? Nãy có hỏi thăm chú rồi á. Chú nói là chú làm nhiều nhiều thứ lắm, chắc là chú cũng ăn nhiều thứ. Làm nhiều thứ ý là làm nhiều món và ăn nhiều món á. Đúng rồi. Mọi người đang nhìn khách mời số 3 bởi vì trông ngoại hình có vẻ có vẻ dày dặn hơn so với hai người còn lại. Nhưng tôi xin được nói thế này, một người mà có khả năng ăn chưa chắc họ đã phải béo, bởi vì họ có khả năng ăn và chứa được nhiều thức ăn. Một người trông béo nhưng không có nghĩa là dạ dày họ sẽ chứa được nhiều thức ăn. Nhiều người cứ nghĩ là bụng to thì có thể chứa được nhiều đồ ăn, nhưng chưa chắc đã đúng. Bây giờ là trực giác nào, Minh Đạt? Số 3 chứ, đúng không? Trong đây thì em nghĩ số 3 thôi, chứ thật ra em cũng không biết. Ban bình luận là nghĩ số 3 rồi đấy. Em nghĩ số 6, em nghĩ thôi. Vậy là Quang Trung chọn số 6, Puka chọn số 3. Và Hứa Minh Đạt sẽ chọn. Anh chọn số 2 mới hay á anh Đạt. Anh chọn số 2 đi anh Đạt. Trực giác, và trực giác của bạn mách bảo thế nào? Chốt đáp án số 3. Kết quả chính xác, xin được chúc mừng. Số 3. Yeah, đúng rồi, anh thấy em giỏi chưa? Em đi khác đi, em đi khác đi. Số 3 lần thứ 2 được lựa chọn và đã đúng. Liệu sẽ mang về cho Hứa Minh Đạt tiền thưởng là bao nhiêu? 25 triệu 10, 22, 25. Xin mời. 25 triệu cho chú nhà chú cửa, 25 triệu cho chị Dạ vui nè. Hai mươi lăm triệu. Em tin tưởng anh là không sai mà anh số 3. Và tổng tiền thưởng của Hứa Minh Đạt lúc này là 30 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Chắc chắn là Dạ ở nhà nó vui lắm đấy. À, tâm lý này anh rất bình thường. Đúng không? Ở nhà là Dạ vui thôi. Vui đấy đúng không? Vui, bởi vì vui, nghe rất vui. Số tiền này thì người vợ là chả vui. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với khách mời số 3. Xin mời. Xin mời anh tự giới thiệu về mình cũng như là khả năng của mình để mọi người được biết hơn ạ. Anh là Nguyễn Ngọc Thảo, ăn được 42 quả vịt lộn, ăn được nhiều thứ. Ăn được nhiều thứ, anh ăn được 42 quả trứng vịt lộn cùng một lúc, đó là kỷ lục của anh chưa? Là chưa, còn ăn nữa là chưa có được ăn. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ nhá, anh hãy kể một cách chi tiết là anh đã từng ăn những gì là nhiều nhất có thể trong những lần mà anh đã ăn. Anh có ăn được 2 con gà, 3 con mấy, 2 con gà luộc, 2 con gà nướng, 2 con vịt nướng. Trời ơi. Và ăn tô phở 3 ký 7. Em hỏi câu, anh ăn 40 mấy chứ không vịt lộn trong thời gian bao nhiêu lâu? Cái đó thời gian thì khoảng 50 phút. 50 phút là rồi anh ơi, là một đứng ăn có 1 phút à. Trời ơi, em ăn 2 chiếc hộp vịt lộn là em không ăn được nữa rồi á. Trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy thì không bằng một thử, đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không thử luôn tại đây, anh có làm được không ạ? Thì cái này là thử luôn rồi cũng ăn được. Vỗ tay. Chúng ta sẽ có một cuộc thi rất đơn giản. Trong vòng 15 phút, đội nào ăn được nhiều trứng hơn, đội đó giành chiến thắng. Đội số 1 đó là Thánh Ăn ở bên tay trái tôi. Đây là một cái tô có 50 trứng vịt lộn. Bên này cũng vậy. Đội thứ 2 sẽ gồm có Puka, Quang Trung là những nhân vật chính. Còn tôi và Hứa Minh Đạt sẽ là những người ăn phụ. Và sau 15 phút, đội nào nhiều vỏ trứng hơn ở đây, đội đó giành chiến thắng. Bây giờ sẽ là 15 phút bắt đầu. Ăn đi các cưng, ăn đi. Mình thấy lấy muối. Hai anh em mình ăn luôn. Từ từ, để chị nặng muối. Đập cho tô kìa. Cái đã. Ừ.
hết một trứng rồi kìa, chị còn chưa nặng xong đó chị Bú Ca. Chưa ăn hết trứng, con chưa có xong cái chén muối. Từ từ con chưa xong chén muối mà chú ăn hai trứng luôn rồi kìa. Và bây giờ xin mời Puka hãy đếm số trứng. 2, 4, 6, 8, 10. Cho em đếm với 12. Lâu quá, 14, 16, 18, 20. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng 6 phút thì Thánh Ăn của chúng ta đã ăn hết 15 trái trứng vịt lộn. Còn chúng tôi 4 người trong 6 phút ăn được hai. Anh mấy cái anh đếm anh thôi. 3 1 2 2 4 5 7 3 8 8. Như vậy là ăn coi như là gấp đôi. Một lần nữa vỗ tay cho Thánh Ăn.